Cô chào các em đến với tiết học hôm nay. Các em còn nhớ, cứ vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần thì các em lại thường nghe những bài hát nào ở dưới sân cờ của mình không? À, đó là bài quốc ca, bài đội ca và bài hành khúc trường Châu Văn Liêm. Trong ba bài hát đó có bài đội ca do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác. Bài hát này cũng là một trong những biểu trưng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Và trong tiết tập làm văn hôm nay, các em sẽ nói những điều em biết về đội thiếu niên tiền phong. Sau đó thì các em sẽ tập điền đúng nội dung vào một mẫu đơn in sẵn qua bài nói về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, điền vào giấy tờ in sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1. Các em hãy đọc thầm cho cô bài tập số 1 và cho cô biết bài này yêu cầu chúng ta làm gì. À, bài 1 yêu cầu các em nói những điều em biết về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Vậy, trước tiên, các em hãy nhìn lên màn hình xem cô giới thiệu về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhé. Đây là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Các em xem cô giới thiệu. Tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tập hợp trẻ em thuộc cả độ tuổi nhi đồng từ 5 đến 9 tuổi, sinh hoạt trong các sao nhi đồng lẫn thiếu niên từ 9 đến 14 tuổi, sinh hoạt trong các chi đội thiếu niên tiền phong. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tổ chức đội qua trò chơi lật mảnh ghép nhé. Bây giờ có một bạn lật cho cô cái mảnh ghép đầu tiên. À, bạn nào đọc cho cô câu hỏi số 1? À, câu 1. Đội được thành lập vào ngày tháng 5 nào? Ở đâu? Các em có biết là đội được thành lập vào ngày tháng 5 nào và ở đâu không? À, đội các em được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 ở tại Bác Bó, Cao Bằng. Và cái tên gọi đầu tiên của đội là Đội Nhi Đồng Cứu Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lật cái mảnh ghép tiếp theo nha. À, bạn nào đọc cho cô câu hỏi số 2? À, câu 2. Những đội viên đầu tiên của đội là ai? Vậy các em có biết những đội viên đầu tiên của đội là ai không? Các em nhìn xem nè. Lúc đầu á thì đội á chỉ có 5 đội viên thôi, với người đội trưởng là anh hùng Nông Văn Dền, bí danh là Kim Đồng, và 4 đội viên khác đó là Nông Văn Thàng, bí danh là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh, bí danh là Thanh Minh, Lý Thị Mì, bí danh là Thủy Tiên, Lý Thị Sậu, bí danh là Thanh Thủy. Và cái người phụ trách đội đầu tiên á, là anh Đức Thanh. Đây cũng là 5 đội viên đầu tiên của đội Nhi Đồng Cứu Quốc các em. Bây giờ thì chúng ta hãy lật mảnh ghép tiếp theo nữa nha. À, bạn nào đọc cho cô câu hỏi số 3? À, câu 3. Đội được mang tên Bác Hồ khi nào? Có bạn nào trả lời được câu hỏi này không? Như hồi nãy cô đã nói, lúc đầu thì đội có tên là Đội Nhi Đồng Cứu Quốc vào ngày 15 tháng 5 năm 1941. Đúng 10 năm sau các em, vào ngày 15 tháng 5 năm 1951, đội lại một lần nữa đổi tên thành Đội Thiếu Nhi tháng 8. Và sau đó, vào tháng 2 năm 1956, thì đội lại đổi tên thành Đội Thiếu Niên Tiền Phong.
Và sau 3 lần đổi tên như vậy thì cuối cùng đội của chúng ta lại mang tên là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 1 năm 1970. Và cái tên này nó được giữ nguyên cho đến ngày hôm nay. Các em nhớ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là cái mảnh ghép cuối cùng nữa nha. Bạn nào đọc cho cô câu số 4? À, câu 4. Biểu trưng của đội là gì? Thì các em biết là đội thiếu niên tiền phong của chúng ta cũng có rất là nhiều cái biểu trưng. Bây giờ cô sẽ lần lượt giới thiệu với các em các cái biểu trưng nhé. Các em hãy nhìn lên màn hình đi nào. Các cái biểu trưng của đội gồm cờ đội nè, huy hiệu đội nè, bài hát của đội là bài đội ca, khăn quàng đỏ, rồi khẩu hiệu của đội là vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Các em nhìn thấy đây là lá cờ đội. Còn đây là chiếc huy hiệu đội. Đây là bài hát của đội, đó là bài đội ca và khăn quàng đỏ. Thì các em nhìn thấy đây là cái huy hiệu đội. À, huy hiệu đội á, nó vẽ một cái búp măng màu xanh khỏe mạnh trên cái nền cờ tổ quốc. Còn khăn quàng thì nó màu đỏ. Còn cái bài hát của đội á, là bài đội ca do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác mà các em vẫn thường nghe vào mỗi buổi sáng thứ hai chào cờ đầu tuần đó các em. Rồi ngoài ra còn có các cái phong trào của đội như là cái công tác Trần Quốc Toản được phát động vào năm 1947, rồi phong trào các hạt nhỏ được phát động vào năm 1960, rồi phong trào thiếu nhi làm nền việc tốt được phát động vào năm 1981. Vậy là cô vừa giới thiệu với các em về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các em nhớ nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang bài tập số 2. Các em cho cô biết là bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài tập số 2 yêu cầu chúng ta là điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong đơn xin cấp thẻ đọc sách. Cô giới thiệu với các em, đây là một cái mẫu đơn. Và cái mẫu đơn này có tên là đơn xin cấp thẻ đọc sách. Các em cần lưu ý là hình thức của một cái mẫu đơn đó các em gồm các phần sau đây. Thứ nhất là quốc hiệu và tiêu ngữ. Quốc hiệu là cái dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn tiêu ngữ là cái dòng chữ độc lập tự do hạnh phúc. Thứ hai là địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn. Thứ ba là tên đơn. Thứ tư là địa điểm gửi đơn. Thứ năm là họ, tên, ngày sinh, địa chỉ, lớp, trường của người viết đơn. Thứ sáu là nguyện vọng và lời hứa của người viết đơn. Và cuối cùng là tên và chữ ký của người làm đơn. À, như vậy là các em thấy là cô vừa giới thiệu với các em biết cái hình thức của một cái mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách rồi đó. Còn về cái nội dung thì chúng ta sẽ điền như thế nào vào cái mẫu đơn này đây? Các em hãy chú ý lắng nghe cô hướng dẫn tiếp nha. Rồi các em thấy là chỗ trống đầu tiên này là địa điểm. Như vậy thì các em, chúng ta đang ở đây là chúng ta đang ở ở quận mấy, thì chúng ta sẽ điền vào cái nội dung
vào đây. Rồi, hôm nay là ngày mấy? Các em sẽ điền cái nội dung còn thiếu vào cái chỗ trống này. Đơn xin cấp thẻ đọc sách, kính gửi thư viện trường. Trường em là trường gì? Các em sẽ điền cái nội dung còn thiếu vào cái chỗ trống này. Rồi, tên em là gì? Các em sẽ ghi ra ha. Rồi, em sinh vào ngày tháng năm nào? Nam hay nữ? Thì các em sẽ ghi ra đây. À, nhà em ở đâu? Thì các em sẽ điền vào chỗ trống nơi ở của gia đình mình ha. Rồi, lớp em là lớp mấy? Các em ghi ra. Trường em học là trường nào? Thì các em sẽ điền vào chỗ trống này. Rồi, em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm. Năm nay là năm 2021, thì các em sẽ điền vào chỗ trống này. À, được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi nội quy của thư viện. Em xin trân trọng cảm ơn. Người làm đơn thì các em phải ghi cái chữ ký và viết ra cả họ lẫn tên của mình vào đây. Bây giờ thì các em hãy dựa vào câu trả lời của mình để điền cái nội dung phù hợp cho hoàn thiện một lá đơn nhé. Trước khi làm bài thì các em hãy nghe cô đọc một cái bài mẫu nha. Quận 6, ngày 24. Cô xin lỗi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Quận 6, ngày 24 tháng 9 năm 2021. Đơn xin cấp thẻ đọc sách. Kính gửi thư viện trường tiểu học Châu Văn Liêm, em tên là Bùi Đặng Thu Hà, sinh ngày 21 tháng 7 năm 2013, nữ. Nơi ở hiện nay 203/7 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, học sinh lớp 3-4 trường tiểu học Châu Văn Liêm. Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2021. Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi nội quy của thư viện. Em xin trân trọng cảm ơn người làm đơn Bùi Đặng Thu Hà. Bây giờ, sau khi các em nghe cô đọc bài mẫu rồi, các em hãy làm bài vào trong vở bài tập tiếng Việt của các em, trang 5. Và các em sẽ góp bài của mình qua Zalo cho cô chấm nhé. Thời gian làm bài của các em là 15 phút. Sau khi làm bài xong, các em nghe cô dặn nè, các em hãy ghi nhớ cái mẫu đơn này để chuẩn bị cho cô tiết tập làm văn tuần sau, đó là bài viết đơn. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé. Cô thân ái, chào các em.